Hello, xin chào bà con, cô bác và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu cho cả bà con, cô bác về cây sưa con. Thì đây là cây sưa con tôi đã nhân giống ra và chọn từ cây sưa mẹ. Thì cây sưa mẹ là cây sưa đỏ. Đấy. Và tôi đã nhân giống ra. Và bây giờ nó tốt như thế này. Thì cùng qua video này tôi tiếp tục giới thiệu cho bà con cô bác, để bà con cô bác nhận ra là cây sưa con mà cây sưa đỏ thì nó có đặc tính và nhận diện như thế nào. Đấy, thì đây là cây sưa tôi đúc ra từ hạt, từ cây sưa mẹ là cây sưa đỏ. Thì cây sưa con này á thì đúc từ hạt ra thì bà con cô bác cứ nhận diện là cái lá của nó đây. Thì cái lá của nó là lá so le. Đây lá so le đây. Bà con cứ cô bác cứ nhìn ở trong cái cuống này là bà con nhận ra là nó mọc lá của nó mọc so le nhau. Mọc so le nhau, không mọc đối xứng. Cây sưa đỏ thì không mọc đối xứng lá của nó đấy, và hình dạng của lá của nó thì như thế này này, hình dạng này lá thuôn, mặt trên thì trơn và cái mặt dưới thì nó có cái màu xám hơi bạc bạc này, toàn bộ mặt dưới đấy. Và từ cái lá gốc cho đến cái lá ngọn thì đều nó mọc so le nhau. Đây so le đây. Đấy, mọc lá này mọc rồi cách lá này, rồi đến cách lá này thì đến cách lá này. Còn cái sưa trắng thì nó hai cái cuống lá này thì nó mọc như thế này. Mọc sát chắc. Mọc là đây, tôi bứt một lá tôi thí nghiệm cho bà con. Thì cây sưa trắng thì lá nó sẽ mọc hai cái cuồng sắt, hai cái cuồng liền nhau như thế này đấy. Còn cây sưa đỏ thì nó mọc so le như vậy đấy. Đấy. Và khi khi lên trên thì nó cái lá non của nó thì cũng có màu hơi sáng sáng như thế này đây, màu hơi sáng sáng. Đây là cái lá non của nó. Khi lá non nó già thì nó sẽ ra màu này. Nó chuyển qua màu xanh này, xanh đậm. Đấy, xanh này. Còn cái cách nhận diện qua qua cái lá đọt. Thì cái lá đọt đây. Cái đọt non của nó đây. Cái đọt non của nó là có màu hồng. Màu phớt phớt hồng. Đấy. Đấy, màu phật phật hồng đây. Đó. Màu hồng rất là nhẹ. À. Thì tốt nhất thì khi bà con cô bác để chọn ra được một cây sưa đỏ chuẩn thì tốt nhất là bà con cô bác là phải chọn từ được cây mẹ chuẩn, cây sưa mẹ đấy, chuẩn. Thì khi đó mới cho ra cây sưa con mới chuẩn được. Còn nhận diện qua cái sữa con thì đây là nhận diện thêm thôi. Nhận diện thêm thì để cho nó có độ chính xác cao hơn thôi. Còn khi người ta chọn thì người ta đã chọn từ cái sữa mẹ chuẩn rồi. Và biết được cái nguồn gốc của cái sữa đó thì nó xuất phát từ ở những cái nơi nào. Đấy. Thì cái sữa đỏ của Việt Nam thì nó có là phân bố nhiều vùng miền. Đấy, sữa miền Bắc, sữa Bắc là một, và sữa sữa miền Trung thì có sữa Quảng Bình là hai, và nó có phân bố ở một số vùng như là sữa ở Lào, Campuchia cũng có. Đấy, Lào, đặc biệt là Lào cũng có sữa. Đấy, và trong miền Nam cũng có một số sữa.
Cái xưa này thì cái thời Pháp người Pháp người ta đã phát hiện ra là cây gỗ gỗ quý rồi, cho nên người Pháp người ta đã khai thác và người ta đã đem một số cây con về, người ta trồng cả cái công viên, cả cái công trình lớn, ví dụ như công trình cổ ấy, của công trình của Pháp để lại thì có những cây sứa bây giờ đã cả trăm năm, thì đó là cây sứa do người Pháp trồng. Còn cây sứa mà mọc hoang tự nhiên trong rừng thì nó phân bố ở cùng rất là nhiều vùng miền, nhưng mà để phân nhận diện được và phân biệt được là cây sứa nào là cây sứa có giá trị nhất thì tôi cũng xin giới thiệu với bà con cô bác là như thế này. Cây sứa có giá trị nhất là cây sứa ở miền Bắc của nước Việt Nam, người ta hay còn gọi là sứa Bắc, sứa đỏ mà sứa Bắc. Thì cái sứa Bắc thì nó có cái chất gỗ và được người ta đánh giá là giá trị nhất. Đấy, sau đến là cái sứa ở miền Trung, ví dụ như sứa Hà Tĩnh, Quảng Bình, đấy, phân bố những cái tỉnh đó nó rải rác, nói chung thì tỉnh nào cũng có nhưng mà nó tập trung ở Quảng Bình nhiều hơn. Đấy, thì khu vực Quảng Bình thì nhiều hơn, thì là cái sứa Quảng Bình thì cái chất gỗ nó khác với sứa Bắc, nó giá trị không bằng chất, được người ta đánh giá là cái chất lượng gỗ, cái độ đẹp của cái gỗ, nó giá thành giá trị nó thấp hơn. Sau đó là đến sứa miền Nam, thì sứa miền Nam thì sứa mọc hoang trong rừng thì tôi cũng chưa là tìm hiểu được nhiều, nhưng mà đặc biệt là có một số công trình của Pháp, người Pháp người ta trồng, đấy, bây giờ rất là lớn, thành một cái sứa cổ rất lớn, sứa cổ thụ. Thì người Pháp người ta lấy giống ở đâu, đâu đến thì tôi cũng không thể biết rõ được, nhưng mà tôi cũng thấy đi thì có bắt gặp, thấy ở một số nơi, ví dụ như là Dinh Độc Lập ở Sài Gòn thì có cây sứa rất là to của thời Pháp đã trồng. Thì qua đây thì để phân biệt rằng là cái sứa miền Bắc là cái sứa có giá trị nhất, vì mỗi vùng miền, cái sứa mọc hoang ở những cái vùng miền miền Bắc và miền Trung và miền Nam, và sứa Lào thì nó có cái màu gỗ khác nhau. Đấy, cho nên là cái màu gỗ khác nhau, cho nên được người ta đánh giá là cái đồ đẹp cũng khác nhau, cho nên người ta cũng phân biệt là cái giá trị khác nhau. Thì được giới nhà buôn người ta đánh giá là sứa Bắc là có cái đồ đẹp và giá trị cao nhất. Đấy. Sứa Bắc thì chủ yếu cũng phát triển ở các cái vùng, chủ yếu cũng vùng đồng bằng miền Bắc và vùng ven biển, vùng trung du ven biển. Còn ở các cái tỉnh miền núi phía Bắc thì cái sứa mọc hoang cũng rất là ít, không thấy. Đấy, cho nên là bây giờ mà có thì cũng chủ yếu là sứa trồng thôi. Sứa người ta trồng thì cũng chỉ lâu năm lắm thì cũng chỉ từ 10 đến 15 năm. 20 năm, cây nào 20 năm thì nhiều tuổi nhất, chủ yếu là 15 năm đổ về. Đấy. Cho nên là để giới thiệu với bà con cô bác là phân biệt được cái sứa con là như vậy và chất lượng sứa như vậy. Thì bà con cô bác mà muốn có được một cái sứa để trồng giống chuẩn thì trước tiên thì bà con phải tìm hiểu là nguồn gốc của sứa và chất lượng của từng vùng. Đấy, sứa từng vùng. Thì hiện tại bây giờ là ở châu Á, ở khu vực châu Á mình thì người ta đánh giá là cái sứa được phân bố là ở ngoài đảo Hải Nam, Trung Quốc. Thì cái sứa được mọc hoang ở ngoài đảo Hải Nam, Trung Quốc là cái sứa có giá trị về đẹp và chất lượng tốt nhất, được đánh giá là giá tiền cao nhất, giá trị nhất. Nhưng mà ở trong đại lục Trung Quốc thì không có, nó chỉ ở ngoài đảo Hải Nam thôi. Nhưng mà ngoài đảo Hải Nam thì cũng chưa thấy có cái nhà
nhân giống nào mà nói đưa giống ở ngoài đảo Hải Nam về để nhân giống. Nhưng mà chủ yếu là bây giờ người ta cũng chuộng sữa miền Bắc của Việt Nam. Cho nên qua đây thì bà con cô bác cũng trước khi trồng sữa thì cũng phải tìm hiểu kỹ để biết rằng là trồng ra những cái sữa có giá trị. Vì cái sữa là trồng sau 20 năm, từ 15 đến 20 năm mới có thu hoạch. Cho nên trước khi trồng thì bà con cô bác cũng phải tìm hiểu kỹ để khi trồng được cái sữa có giá trị nhất. Đấy. Thì video cũng đến đây là xin kết thúc. Nếu bà con thích thì nhớ cho lượt like và nhớ đăng ký kênh. Chúc cho bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe và làm vườn thành công. Xin chào bà con cô bác.